Hello anh em. Chờ rơi bông tai rồi. Chắc là chỉ rơi đâu đó ở nhà đây anh em nhé. Tối về mình sẽ lần. Chắc là rơi ở giường anh em ạ. Kiểu đêm ngủ mình cứ cọ qua cọ lại ấy. Thế là rơi lúc nào mình cũng chả biết được đâu. Đúng không anh em? Rơi thì biết làm sao được. Biết được thì mình đã giàu. Mà mình giàu thì mình đã trả được người ta. Đây, mặt mũi tóc tai chả ra gì. Đeo làm gì anh em? Nớt này. Nớt này đeo làm gì anh em? Đấy. Nớt rồi mình phải để cho cái tai thanh tịnh anh em ạ. Đấy, nớt này đeo cái tai làm gì? Chả giải quyết được vấn đề gì. Nó chỉ khiến ta tổn thương thêm nhiều mà thôi, đúng không em ơi? Đúng thì em hãy cho anh một like trong tim em nhé. Em có hiểu rằng là anh bùng nát. Đây là chắc chắn mình bị bệnh em ạ. Lúc nào cũng kiểu trong trạng thái buồn buồn ấy. Hoặc là khi mình suy nghĩ khác đi thì mình sẽ không còn buồn nữa. Đây, mình sẽ bóc hết cái này ra anh em nhé. Cái giấy, cái này chỉ là giấy thôi anh em ạ. Không bóc được anh em nhé. Tưởng nào mình cũng trong cảm giác buồn vệ sinh. Thế đó này mình bị bệnh rồi, không muốn, mình còn không có tiền khám bệnh anh em ạ. Mình sắp chết rồi. Mình sắp đi rồi anh em ạ. Cuộc sống nó khổ thế. Đâu ai muốn thế đâu. Mình không có tiền. Kệ rồi anh em ạ. Rất nóng anh em nhé. Ok anh em. Cái vải vặt hết quả rồi anh em ạ.